Vào khoảng 20 giờ ngày 8 tháng 1, tại km 83 quốc lộ 8A thuộc địa phận thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, lực lượng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế cầu treo, phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế cầu treo, đội kiểm soát ma túy cục hải quan Hà Tĩnh, công an huyện Hương Sơn tiến hành bắt giữ xe khách mang biển kiểm soát Lào nhập cảnh từ Lào về Việt Nam do Lê Hữu Lam sinh năm 1977 trú tại xã Quang Diệm huyện Hương Sơn điều khiển. Qua kiểm tra đã phát hiện trong khoang tự chế của xe này có chứa 500 viên đạn cùng 32 hộp pháo hoa loại 9 quả và 29 hộp pháo hoa loại 36 quả, trọng lượng khoảng 95 kg. Bước đầu đối tượng Lê Hữu Lam khai 500 viên đạn vận chuyển thuê cho một người đàn ông Lào từ bến xe Viêng Chăn về thị xã Hồng Lĩnh. 95 kg pháo Lam mua từ Viêng Chăn đưa về Việt Nam để sử dụng.